Lời đầu tiên, Mạnh Dũng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các anh chị. Và mở đầu chương trình, Mạnh Dũng xin gửi tới các anh chị bài hát Linh Hồn Tượng Đá, nhạc của lời nhạc sĩ Mai Bích Dung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.